A đàn sâm sâm bồ tho pha hoa bồ tha pha văn tăng phi hoa đề mi so kha to pha hoa ta thâm mô thâm năng ma sa mi su pa ti ban no pha hoa to sa hoa ca sang kho sang khăn na ma mi nam mô bồ tha giá nam mô tham ma giá nam mô sang kha giá. Đệ tử sinh nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Phật. Đệ tử sinh nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương ân đức chư Pháp. Đệ tử sinh nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương ân đức chư Tăng. Đệ tử sinh cung kính đảnh lễ Thế Tôn, ngài là bậc A La Hán chánh đẳng giác. Do năng lực tán dương đức Tam Bảo cách phóng tác sinh gia hộ chư Tôn đức Tăng và toàn thể chư Phật tử luôn được an vui tịnh lạc, được tấn hóa trong Phật pháp và nhanh chóng chứng đắc được đạo quả niết bàn đồng nhau cả thảy. Sa thú lành thay. Tiếp theo thì Đức Phật ngài dạy ra cái đặc điểm người có cái niềm tin à, ai cũng tự khoe mình có niềm tin hết à. Nhưng mà nói với Đức Phật cái niềm tin như thế nào và những người đó phải có những cái đặc điểm có cái niềm tin à. Thì để nhận biết người nào có niềm tin hay không có niềm tin thì niềm tin này cần phải nhận biết cái dấu hiệu của người có niềm tin à. Thì ra niềm tin để biết dấu hiệu biết người có niềm tin thì cái người điền kế niềm tin là có cái ba đặc tướng. Để trong tập Tăng Chi Kinh chương ba pháp kinh ba sự kiện là tí tha ná, tí là số ba đó, tí tha ná là số tăng, tức là ba sự kiện, kinh ba sự kiện. Bài kinh số 42 ký hiệu là A1 150 thì Đức Thế Tôn có dạy rằng do ba sự kiện này này các tỳ khưu, một người được biết là có niềm tin. Có niềm tin chỉ có niềm tin thôi nha à. Nhưng cái vấn đề có trí tuệ là kinh nghiệm là nói sao nữa, nhưng mà đang nói cái niềm tin thôi. Bởi vậy với tính vượt bậc lưu, với tính dùng bậc lưu à, có niềm tin mới vượt qua cái bốn dùng bốn cái dòng nước xoáy mạnh hay là bốn dùng lũ lụt chẳng hạn vậy. Thì do có ba sự kiện này này các tỳ khưu, một người được biết là có niềm tin. Thế nào là ba? Thứ nhất là Si lá quanh ta năng Dasana Kama Hồ Tí. Xin lỗi, Dasana Kama Hồ Tí là ưa thấy người có giới hạnh, thích thú nhìn thấy những người có giới hạnh. Đây là cái người có cái niềm tin. Thứ hai là Sắc Thâm Măng Sô Tú Kama Hồ Tú. Xin lỗi, Sắc Thâm Măng Sô Tú Kama Hồ Tí là ưa thích nghe diệu pháp. Mà nghe diệu pháp là gì? Nghe cái diệu pháp là gì chúng ta cũng định nghĩa rồi. Cái diệu pháp là cái pháp mà dẫn tới chứng đạt được niết bàn. Còn cái pháp mà nào là dẫn hờn du dơ rồi là từ bi với cái ai cũng được, đừng có từ bi với người vợ bé chẳng hạn vậy, đúng không? Nó tâm lý ngoài đời như vậy thì cái đó không phải là cái diệu pháp, nó chỉ là cái pháp mà gọi là cần phải bỏ đi, cần phải không nên nghe. Với cái người nào mà nghe những cái điều đó, những cái thời pháp mà nó làm mát lòng người, nó dịu người lòng người mà nó không có cái lợi ích, nó không đưa tới lợi ích gì hết, nó chỉ là thoáng qua chơi vui để mất thời gian thôi, thì cái đó người đó không phải là người có niềm tin. Không phải niềm tin. Cái niềm tin thứ hai, cái chi pháp thứ hai là gì? Là ưa thích nghe diệu pháp, là những cái pháp mà dẫn tới giác ngộ, những cái pháp mà dẫn tới chứng đắc được niết bàn, những cái pháp mà dẫn tới cái lợi ích à. Chứ không phải nghe giống như kiểu nghe ra là cười cho nó vui vẻ rồi nghe, không phải à. Cho nên chúng ta mới thấy cái đừng nghĩ rằng ông đó là trưởng lão thì cái mà ông nói vậy là hay đâu, nó là cái pháp đâu, không phải à. Mà pha trộn rất là nhiều cái chuyện trong đó, nó không có tốt, không có đúng. Điều thứ ba là quý át má má lăng. Xin lỗi, quý át má má lá mắt chê rê ná chê ta xa á gà răng ách cha quá sá tí mút má cha gô má giá tô. Xin lỗi, má giá tá ba ní vô sắc gá ra tô gia trá vô gô
đa ná sân quý pha gá ảnh tá tô, tức là được dịch là được hòa thượng Minh Châu dịch là như vậy, với tâm lìa bỏ cấu uế sang tham, sống trong nhà bố thí với bàn tay sạch sẽ, cứ thích từ bỏ sẵn sàng để được yêu cầu, là thích phân phát với những vật bố thí. Đây là do ba sự kiện này này các tỳ khưu, là một người được biết là có niềm tin. Tóm lại người biết có ba sự kiện: thứ nhất là ưa thích gặp được bậc có giới hạnh là một, thứ hai ưa thích được nghe diệu pháp, và thứ ba là có tâm diệt trừ đi cái cấu uế bỏng sẻn, sẵn sàng là chia sẻ đối với những cái người khác, sẵn sàng để được yêu cầu. Đó là ba cái điều kiện để biết được đây là người có cái niềm tin chẳng hạn vậy. Nghe cái còn người không có niềm tin thì dĩ nhiên chúng ta biết rồi. Và cuối cái bài kinh này thì Đức Phật ngài có cái câu kệ ngôn như sau: Tát Sa Na Cam Mô Si Lá Quang Si Lá Quá Tăng Si Lá Quang Tăng Quang Tăng Xin Lá Quang Tăng Tát Sa Na Cam Mô Si Lá Quang Tăng Thích thấy người giới hạnh sách tham ăn sô tú mít chát tí, muốn được nghe diệu pháp, quý na về mắt chê rá má lần nhiếp phục uế sang tham, sáu quê sách thô tí quýt chát tí tí, vị ấy gọi là có niềm tin. Bản dịch của hòa thượng Thích Minh Châu. Thì chúng ta sẽ tìm hiểu về ý nghĩa của câu kệ ngôn này. Câu kệ ngôn này nói về niềm tin thôi, nhưng mà nó rất là xúc tích, rất là đặc biệt nha. Si lá quanh ta năng, si lá quanh ta năng, nó tương đương với si lá quá. Si lá quá có nghĩa là bậc có giới hạnh. Dasana kame, xin lỗi, dasana dasana kamo là bằng dasana là xin lỗi bằng bằng dasana là sự thấy cộng cho kama là sự vui thích. Kama không phải đây không phải là dục, mà đây là cái sự vui thích, là vui thích được thấy, vui thích được thấy. Si lá quanh ta năng bậc có giới hạnh. Si lá quanh ta năng dasana kamo, tức là vui thích được thấy bậc có giới hạnh, là chỉ cho khi nghe có mà bậc mà giữ giới tốt đẹp đó, bậc mà thọ trì giới hạnh được tốt đẹp đó, dù ở xa một do tuần, hai do tuần, hay là mười do tuần, hay là hai mươi do tuần, cũng tìm đến, cũng tìm đến. Bởi vì cái giới là cái chiếc thuyền để mà vượt qua cái bể luân hồi, mà cái thiếu giới là không thể là có cái như sự kiện mà chứng đắc được cái đạo quả niết bàn được, không thể có. Không có nhờ một trường hợp mà người không có giới mà có thể chứng đắc được đạo quả niết bàn, không có, phải có giới mới được như vậy. Cho nên giới cái một cái mãnh lực, là một con thuyền, là một bức thang, là một cái con đường mà dẫn về nhàn cảnh, nhất là những nơi cảnh giới cao tột, tức là cái thánh đạo thánh quả niết bàn. Cho nên si lá quanh ta năng tát sa ná ca mô là vui thích được thấy bậc có giới, là chỉ cho nghe cái bậc giữ giới đó, là bậc giới là trong sạch, dù cho là 10 do tuần, 20 do tuần cũng đi tới để mà nghe, cũng tìm kiếm tới. Nếu mà tìm kiếm đến để làm gì, thì cái này đều quan trọng. Bậc có giới rồi đi tới tìm để làm gì? Để học tập về cái giới hạnh của bậc đó, chứ không phải tới đảnh lễ xong thì kiếm phước là về. Cái chuyện đó nó bình thường lắm, mà phải tới tìm hiểu được về cái giới dẫn tới cái sự giải thoát như thế nào, cái đó mới là điều quan trọng. Thì ngài Bồ Tát Vô Xá đã có minh họa cho việc ưa thích gặp bậc có giới bằng cái câu chuyện của vua Sách Tha Tích Xá như sau. Tức là Tích Xá có niềm tin đó, thì vua Sách Tha Tích Xá nó có bạch hỏi chư tăng rằng: bạch các ngài, xin các ngài hãy dạy cho con biết cái vị trưởng lão nào là bậc có giới hạnh đây. Thì vị chư tỳ khưu mới dạy rằng: này đại vương, đó là trưởng lão Khuất Chát Tích Xá, vị này đang trú ngụ nơi chùa Măng Ga Lá. Khuất Chát Tích Xá cũng là tên là Tích Xá, trưởng lão Khuất Chát Tích Xá trú ngụ ở nơi chùa Măng Ga Lá. Thì nghe vậy, vua Sách Tha Tích Xá này thì cùng rất nhiều cái tùy tùng
Ta vượt đường xa khoảng 5 do tuần, đi đến đảnh lễ trưởng lão Khúc Chá Thứ Xá thôi. Về sau, khi trưởng lão Khúc Chá Thứ Xá viên tịch, thì vua Sách Tha Thứ Xá đã làm lễ quả tán di hài của trưởng lão Khúc Chá Thứ Xá rất là tôn kính. Và được biết rằng, hậu thân của vua Sách Tha Thứ Xá này là vị thượng thủ thinh nhân thứ hai của Đức Chánh Đẳng Giác Mét Tây Giác. Bởi vậy cái người có niềm tin là rất hoan hỷ với cái giới và đi tới học tập về cái giới của những vị đó chẳng hạn vậy. Tức là cái hậu thân của vua Sách Tha Thứ Xá này chính là đệ nhị thánh đại đệ tử của Đức Thế Tôn của Mét Tây Giác là như vậy. Chúng ta tiếp theo cái câu kệ ngôn tiếp là Sách Thâm Má. Sách Má từ cái chữ xú là tốt đẹp, nó cộng cho Thâm Má là cái giáo lý, đây là lời dạy nha bạn. Sách Thâm Má là cái giáo lý tốt đẹp và chỉ cho pháp dẫn tới giác ngộ, đó chính là bốn niệm xứ, bốn chánh cần, bốn như ý, năm quyền, năm lực, thất bảy giác chi và tám thánh đạo, nó là như vậy. Cho nên sách Thâm Ăn chúng ta nói diệu pháp không phải là lên thuyết pháp là mình nói cái chuyện vu vơ bên ngoài, đó làm thuyết pháp không phải, cái đó làm mất thời gian, làm cho hư hỏng cái giáo pháp này, nó là như vậy. Cho nên sách Thâm Á là phải nhấn mạnh là những cái pháp dẫn tới pháp giác ngộ là như vậy. Rồi tiếp theo nữa là Sô Tú Ca Má. Chữ Sô Tú Ca Má nó tương đương với chữ Sô Tú Mít Chá Tí. Mít Chá Tí là muốn nghe hay là thích nghe, muốn nghe thích nghe. Sách Thâm Mang Sô Tú Ca Mô, tức là thích được nghe diệu pháp, là người có nguyện vọng được nghe pháp của Đức Thế Tôn thuyết giảng. Tức là cái pháp nào mà được Đức Thế Tôn thuyết giảng đó và những cái vị trưởng lão lặp lại thì người đó muốn nghe, thích nghe và không cảm thấy nhàm chán. Còn người nào mà đối những pháp mà dẫn tới giác ngộ của Đức Thế Tôn giảng thuyết á, mà nghe thấy buồn chán, thấy buồn ngủ này kia, thì là người đó là không phải là người mà thích nghe diệu pháp, nghe thích nghe diệu pháp. Thì đây là câu chuyện của ngài trưởng lão Binh Đá Ba Tí Cá. Binh Đá Ba Tí Cá là cái người mà thọ hạnh đầu đà đi khất thực ăn. Binh Đá Ba Tá có nghĩa là cái vật thực để đi sinh á. Binh Đá Ba Tí Cá là người đi sinh cái vật thực. Nhưng mà thế chuyện trưởng lão Binh Đá Ba Tí Cá như sao? Tương truyền rằng có 30 vị tỳ cô an cư mùa mưa ở nơi đồi Gá-ra-ra Hoa Lá. Nói đồi Gá-ra-ra Hoa Lá. Cứ mỗi nửa tháng vào cái ngày Ubo Sa Thá thì sẽ thuyết giảng về tông chỉ của các bậc đại thánh. Bậc đại thánh chữ Mali gọi là Maha Ariya. Maha Ariya là bậc đại thánh rồi. Quan Xá là những cái tông chỉ của gì đó, tức là cái chủ trương của gì đó hay là cái tôn chỉ của vị đó. Là thường thường thuyết giảng những cái bài pháp của những vị thánh để đưa tới sự giác ngộ như vậy. Tức là giải thích về cái việc biết đủ sanh tố thi, ít ham muốn, tức là áp bích chá, cũng như việc vui thích tu tiến phan quá nè. Những cái điều này là tông chỉ của bậc đại thánh, tức là biết đủ rồi ít ham muốn rồi thì biết có sự tu tiến là như vậy. Thì một hôm vào một ngày lễ Ubo Sa Thá đó, thì trưởng lão Binh Đá Ba Tí Cá này thọ trì cái hạnh thú tăng gá, tức là hạnh đầu đà, đi khất thực để mà dùng, và ngài đã sống bằng cái hạnh đó như vậy. Và vào cái ngày Ubo Sa Thá này, ngài đi tới trễ và đi vào phía sau của tăng chúng, ngài ngồi ở nơi cuối cùng, chỗ chưa được che phức, ở nơi một gốc cây. Thế rồi có một con rắn hai đầu, nó đi, cái ngày ngồi tới, cái hơi của ngài làm cho nó khó chịu và nó cắn vào cái chân ngài, giống như là cái kẹp vậy, kẹp cái thịt ra khỏi cái chân, nó cắn rứt cái miếng thịt ra khỏi cái chân giống như vậy. Thì vị trưởng lão Binh Đá Ba Tí Cá này nhìn thấy con rắn độc nó có hai đầu như vậy
Ngài suy nghĩ rằng hôm nay ta sẽ không để làm trở ngại cho việc nghe pháp của đại chúng. Tức là ngài bị rắn cắn rồi. Thông thường thì cái người bị rắn cắn sẽ la lên, mãi la lên như vậy thì đại chúng sẽ tới để tiếp cứu, để đi chữa trị, đi làm cấp cứu vân vân như vậy. Nhưng mà ngài nghĩ rằng hôm nay ta sẽ không làm trở ngại việc nghe pháp của đại chúng. Tức là cái ngài này tôn trọng tôn kính pháp đến mức độ là như vậy đó. Bởi vì biết rằng cái vị mà trưởng lão giảng pháp đó, đó là giảng pháp dẫn tới giác ngộ, bởi vì tâm chỉ là tâm chỉ của bậc đại thánh mà. Maha A Thí Giá Quan Xá, Quan Xá là cái tâm chỉ, người tâm chỉ còn cái bậc những bậc đại thánh là như vậy. Mà bị rắn độc cắn như vậy á, mà con rắn hai đầu như vậy, và vậy mới suy nghĩ rằng là hôm nay ta sẽ không để làm trở ngại cho việc nghe pháp của đại chúng. Bởi vì ngài kêu lên á thì sẽ đại chúng sẽ mất cái cơ hội nghe pháp đi, là phải quay lại là cứu chữa cho ngài, để mà cấp cứu ngài vân vân. Thì ngài nghĩ như vậy, và ngài sẽ nghĩ rằng ta sẽ không để cái con rắn này nó làm kinh động tới đại chúng. Ngài thấy thấy nó cắn rồi, rứt cái thịt ra, giống như là dùng cái kẹp mình giật cái thịt ra như vậy đó. Và ngài nói là không để cái đại chúng mà bị kinh động, cũng không làm cho con rắn này làm, không để cho con rắn này làm kinh động của đại chúng. Thì ngài chụp lấy con rắn, bắt lấy con rắn hai đầu nha, bỏ vào cái túi vải, buộc là miệng lại, đặt xuống ở chỗ ở gần cái chỗ ngồi của mình. Và ngài tập trung cái tâm cố gắng để lắng nghe pháp, nhờ ngài năng lực của giới hạnh và cái sự chú ý lắng nghe pháp của ngài. Bởi ngài là bậc có giới hạnh mà, và đồng thời ngài có bậc thọ thì cái hạnh đầu đà nữa. Và nhờ cái năng lực của giới hạnh cộng với cái năng lực tập trung cái tâm nghe pháp của ngài, cho nên cái nọc rắn của nó lắng dịu xuống, và vào lúc mà rạng đông gần sáng đó thì ngài chứng được thánh quả A-na-hàm. Cho nên sự nghe được diệu diệu pháp, mà chăm chú lắng nghe được diệu diệu pháp có một cái giá trị rất lớn là như vậy, đặc biệt như vậy. Rồi khi mà dứt pháp thoại thì ngài Binh Đá Ba Tí Cá mới nói với các vị tỳ khưu rằng: này các chư hiền, ta đã bắt được một tên gây náo động đại chúng. Rồi ngài mở cái túi vải ra, thả con rắn hai đầu ra. Các vị tỳ khưu mới hỏi rằng: bạch ngài, nó cắn ngài từ lúc nào? Này chư hiền, ta bị nó cắn vào lúc đầu hôm. Bạch ngài, vì sao ngài phải nhận cái quả của một cái nghiệp nặng như vậy? Tức là tại sao ngài đã bị rắn cắn mà ngài không tri hô lên, ngài âm thầm mà chịu đựng như vậy? Thì đối với các vị á, thì là ngài chịu một cái quả nặng đến như vậy, Thì ngài Binh Đá Ba Thi Cá mới nói rằng là: này chư hiền, nếu ta nói ra ta bị rắn cắn, ta sẽ không nghe được cái thời pháp thoại mà ta đã không nghe được thời pháp thoại này, thì ta sẽ không nhận được cái quả báo vô lượng này được. Cho nên chúng ta thấy nè, cái sự nghe pháp mà tập trung chú ý nghe như vậy, mà cộng thêm cái giới hạnh, nó cộng thêm một cái nguyện lực như vậy, thì sẽ đem tới cái quả lớn là như vậy. Cho nên chúng ta thấy cái nghe diệu pháp mà chú ý lắng nghe diệu pháp, đó là một duyên lành rất lớn nha. Và để chúng ta có thể tạo một cái cận duyên để nghe được cái giáo pháp của Đức Phật trong tương lai, bây giờ tốt đẹp như vậy, và nghe xong có thể là chứng đắc từ đạo quả. Chúng ta có một cái cụm từ khác, tức là quý gá tá má lá mắt chê rê ná, nó bằng là quý gá tá, tức là đã lìa mất, đã bỏ đi, nó cộng với má lá là nhơ bẩn, nó cộng cho mắt chê rá, mắt chê rá có nghĩa là sự bỏ sẻn. Quý gá tá má lá mắt chê rê ná là không có nhơ bẩn của cái bọn sẻn, là chỉ cho cái tâm chê tá na đó nó không bám víu vào những vật ngoại thân. Ở đây nếu không có cái sự bọn sẻn về cái tâm là nó chỉ cho là có sự buông bỏ
buông bỏ, nó không bám víu vào những vật ngoại thân, là không bám víu vào cái các tầng cảnh sắc thinh hương vị xúc, sắc thinh hương vị xúc, không có nắm lấy những cái sắc thinh hương vị xúc, không có bám lấy những cái sắc thinh hương vị xúc nữa. Này, câu này nó không phải là bảo chúng ta bố thí, mà cái tâm mà buông bỏ cái sắc thinh hương vị xúc cũng đó là một cái sự lìa bỏ cái cấu ế bỏng sẻn rồi, không có đắm nhiễm trong sắc thinh hương vị xúc. Câu này cũng ý gì chỉ là như vậy. Agara là nhà, Agara là nhà. Achai quá sát tí bằng cái á thí là rộng lớn, hơn là lớn. Cộng a là khách, cộng với căn quá xá là cư ngụ, cộng á các bạn thì Achai quá sát tí là ở hoặc là sống ở hoặc là nơi cư ngụ. Agarang Achai quá sát tí sống ở trong nhà là chỉ sự sống chỉ cho cái trong nhà, không phải là cái nhà của mình ở, không phải, mà cái nhà đây muốn chỉ cho cái sự năm quẩn, trong cái năm quẩn là có thân năm quẩn này, có thân này là sống ở trong cái nhà, tức là ở nơi cư ngụ, là chỉ cho sự sống ở nơi năm quẩn này. Muttajago là buông bỏ, không nắm giữ, tức là không có nắm giữ năm quẩn này, không nắm giữ năm quẩn này. Rồi xem cho cái năm quẩn này sắc thọ tưởng hành thức nó không phải là ta, không phải là của ta, Muttajago tức là muốn gá cha gá là buông bỏ, không nắm giữ, là chỉ cho buông bỏ rộng rãi, không có điều kiện. Chữ mút tá đây có nghĩa đen là nước tiểu, còn cha gá là dứt bỏ. Dứt bỏ nước tiểu tức là không có liếu tiếc, không có liếu tiếc, tức là đối với sắc thinh hương vị xúc là ở bên ngoài rồi, là buông bỏ rồi, mà đối với bên trong ở trong nhà agará này, tức là ở trong trong cái thân năm quẩn này, nó cũng là quý gá tá, tức là nó buông bỏ, nó không có luyến tiếc, tức là mút tá cha gá là buông bỏ như là buông bỏ cái nước tiểu vậy, nó không có cái gì luyến tiếc gì nữa, tức là không bám víu vào cái sắc thọ tưởng hình thức này, là như vậy. Cụm từ bá giá tá bà ní, bá giá tá là cái thanh lọc, là trong sạch, bà ní là cái bàn tay. Bá giá tá bà ní cái là bàn tay trong sạch, thì người mà không có niềm tin, người mà không có niềm tin, cho dù có rửa tay đến 7 lần cũng vẫn còn nhơ bẩn. Còn người có niềm tin là người có sự vui thích ở trong tâm, khi mà cho một cái vật gì đó, chỉ cho một lần thôi với tâm vui thích, vẫn được người gọi là người có bàn tay trong sạch. Nghĩa là cho với tâm vui thích và đồng thời không có bám nắm giữ nữa, dù chỉ một lần thì cũng được gọi là có bàn tay trong sạch. Còn nếu như cho mà muốn mình nhận lại được cái gì đó thì không được gọi là có bàn tay trong sạch. Cho nhiều nhưng mà muốn người ta khen mình để chẳng hạn vậy thì không gọi là có bàn tay trong sạch. Mua cho mà muốn là kiếp sau mình nhận được cái gì đó thì gọi là không gọi là cái bàn tay có trong sạch. Cho mà từ bỏ hết, chỉ nhận lấy cái niết bàn, niết bàn là không có bám phiếu về nào hết. Cho nên chỉ cho mà không có nắm giữ tới sắc thọ tưởng hình thức, dù một lần như vậy thì cũng được gọi là bàn tay trong sạch. Còn cho nhiều lần mà còn ước ao cái này, ước ao cái kia, được gọi không được gọi là bàn tay trong sạch, nó là như vậy. Hoặc là khi mà cho với một cái tâm gượng ép thì cũng được xem như cái bàn tay có nhơ bẩn chẳng vậy. Rồi tiếp theo cụm từ là vát sắc gá rá tô là sự dứt bỏ, tức là cái sẵn sàng buông bỏ cái ngũ quẩn này, xem xét cái ngũ quẩn này không bám víu trong ngũ quẩn nữa. Rồi cụm từ gia chá yoga tức là sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của người sinh. Gia trá yoga này còn có nghĩa là vui thích được cái yêu cầu phân phát vật thí thích hợp đến người sinh. Tất cả những từ trên đây đều chỉ ra cái tính ly tham, mà ly tham đó chỉ trẻ là niết bàn. Ở đây là chỉ cho sự không dính mắc vào 6 cái ngoại xứ là sắc thinh hương vị xúc và pháp, cũng như 6 cái nội xứ là mắt tai mũi lưỡi thân và ý.
Thì trong ba cái điều kiện để mà nhận biết người có niềm tin, thì hai điều kiện đầu giúp cho niềm tin tăng trưởng lớn mạnh, còn điều kiện thứ ba là chỉ cho bậc thánh A La Hán rồi, chỉ bậc La Hán, bậc thánh A La Hán ai xin gì cũng cho, không có bám vào díu vào trong ngũ uẩn nữa. Ngài có cái gì người ta xin ngài sẽ cho, ngài không bao giờ có cái gì giữ lại cho mình cái gì hết, và ngài không có bám víu vào trong cái ngũ uẩn của mình, nó là như vậy. Thì trong hai điều kiện đầu là giúp cho cái trí tuệ được tăng trưởng lên, để cho cái niềm tin nó tăng trưởng lớn mạnh, còn cái điều kiện thứ ba là chỉ cho vị thánh A La Hán là như vậy. Như trong tập Tăng Chi Kinh chương 18 chẳng hạn vậy, bài kinh Vô Minh, tức là Án Quyết Cha Xuất Tăng, bài kinh số 61, cái ký hiệu là A Năm 113, thì Đức Thế Tôn ngài có dạy như vậy: như vậy này các tỳ khưu, giao thiệp với bậc chân nhân được viên mãn, thời làm viên mãn nghe diệu pháp, nghe diệu pháp được viên mãn thì làm viên mãn niềm tin, niềm tin được viên mãn thời làm viên mãn như lý tác ý, tức là có tác ý khéo như lý tác ý được viên mãn thời làm viên mãn niệm tỉnh giác, niệm tỉnh giác được viên mãn thời làm viên mãn các quyền được chế ngự, tức là mắt tai mũi lưỡi thân được chế ngự, rồi các quyền được chế ngự viên mãn thì làm cho viên mãn ba thiện hành, ba thiện hành tức là thân thiện hành, ngữ thiện hành và ý thiện hành, ba thiện hành được viên mãn thì làm cho viên mãn bốn niệm xứ, bốn niệm xứ được viên mãn thì làm cho viên mãn bảy giác trì, bảy giác chi được viên mãn thì làm viên mãn minh và giải thoát. Như vậy cho thấy rằng gặp được bậc chân nhân có giới hạnh hay là bậc chân nhân đó là điểm khởi đầu cho cái sự giải thoát chứng đắc được niết bàn. Như vậy cái niềm tin đây là niềm tin đặt vào cái pháp mà cái bậc chân nhân đây muốn chỉ cho là bậc thánh chẳng hạn vậy, hay là bậc chánh đẳng giác, nó là như vậy. Và thưa quý vị, cái thời giảng này chúng tôi nghĩ tới đây cũng vừa phải lẽ rồi. Phúc báo quá sanh lên, xin cúng dường chư tôn đức tăng, xin đem lại an lành cho toàn thể cho Phật tử. Và chúng tôi cũng không quên hồi hướng qua phước này đến cho chư tăng và toàn thể cho Phật tử, mong rằng các vị nhận được quả phước này để được sự an vui tự tại, được tấn bá trong Phật pháp. Nương theo quả phước này xin đem lại sự an lành cho chư thiên ở chung quanh đây, hồi hướng phước lành này đến cho chư thiên ở cõi tứ đại vương và chư thiên ở cõi đạo lợi. Cầu mong các ngài quan hỷ tạo dụng, sau khi tạo dụng rồi xin gia hộ cho chư tôn đức tăng và toàn thể cho Phật tử luôn được an vui tịnh lạc, được tấn hóa trong Phật pháp. Nương theo quả phước này xin đem lại an lành cho thân mình quyến thuộc còn tại tiền, và đem lại an lành cho thân mình quyến thuộc đã quá giảng của toàn thể cho Phật tử. Mong rằng ở cảnh giới nào, bất kỳ cảnh giới nào, các vị đó cũng thọ nhận quả phước này để được nhanh chóng chứng đắc được đạo quả niết bàn đồng nhau cả thảy. Sau cùng xin chia điều quả phước này đến tất cả chúng sanh, tất cả các vị đều được thọ hưởng với một phước báo này để được sự an lạc đồng đều nhau cả thảy. Nam mô Bố Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ca Giá. Nguyện cầu các đấng chư thiên trong vòng tịnh xa ngự yên hằng ngày, ngự nơi đền tháp xưa nay, những nơi biệt thất nơi cây bồ đề, chúng con xin hội họp về, sẽ dùng pháp thi tiên bệ cúng dâng, rồi xin hộ độ chư tăng có tự ẩn náu phước hằng xa. Tỳ cô chẳng luận trẻ già, cao hạ trung hạ hoặc là mới tu, thiện nam tinh nữ công phu đều là thi chủ đồng phù trợ nhân, những người trọng cấp thôn lân, kiều cư châu quận được phận an cương, chúng sanh bốn loại thông thường, đoạn thai tập hóa khi nương pháp lành, giải thoát pháp bảo nên hành, đắng mà dứt khổ chuyện quanh đó đài, cầu cho hưng thành lâu dài, pháp thiện trí thức các ngài mở mang, bậc tu sinh được bình an, cầu cho tăng chúng các hàng hòa nhau, lại thêm phẩm hạnh thanh cao, những quả lợi ích kết mau kịp thì, cầu xin pháp bảo hộ trì cho người tu đã quy y Phật rồi, xin cho cả thảy chúng con tấn hóa trong pháp Phật rồi giáo truyền. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là pháp duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm.